Xin kính chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến. Thì hiện tại đang qua cầu Cần Thơ rồi, nó chắc khoảng được đâu 7 cây rồi quý vị. Nó bây giờ tới cái chỗ mà thấy cơm quá trời quá đất nè, cơm hủ tiếu phở gì ngon quá chừng nữa, vì có 20.000 đồng mà. Nhưng mà giờ đường còn xa quá nên thôi ráng đi nữa quý vị, ráng đi. Đường còn xa Sài Gòn quá quý vị ơi. Ráng thôi, ráng chạy về sớm sớm ha, để nguy hiểm. Rồi, nhịn ăn ha quý vị. Lên đường thôi. Wow, quá chừng quán cơm luôn quý vị ơi. Quán cơm kim luôn, quán cà phê rồi quán võng nữa đó. Có nghĩa là vào trong quán cơm này ha, rồi được nằm võng nghỉ ngơi nè, đó kết hợp rất là sướng luôn. Cà phê võng Phương Thủy, Phương Thủy chứ. Cẩn thận củi lửa. Còn có một cái cầu Mỹ Thuận nữa ha. Giờ phải ráng về tới thành phố Mỹ Long, thành phố Vĩnh Long trước rồi mới tính được. Phước Hưng đi từ chở khách đi từ Cà Mau quý vị, Cà Mau về Sài Gòn á. Ở đây có cầu Rạch Múc, cầu Rạch Múc ha, ở tỉnh Vĩnh Long. Thuốc gia truyền Cương Sơn. Ồ, lại thấy những cái quán cơm nữa nè quý vị ơi. Quán cơm Kim Ngọc, Thanh Nhã, công nhận nó dụ dỗ mình ghê chứ. Mà cái lúc đó bụng quý vị, nhìn quán cơm á là cái muốn ghé liền luôn á. Thôi nhưng mà ráng ha. Ráng thôi. Cơm 20.000 đồng thì quá rẻ. Cà phê võng cơm tấm. Ồ, xe này nó ra ghê quá. Một chiếc xe tải bị hư đó quý vị, mang biển số là 64C ở Vĩnh Long á. Có một chiếc xe đầu kéo đang kéo về để sửa chữa nữa quý vị ơi. Có vị thấy không? Ồ, ghê quá ha. Bỏ qua nó thôi. Xe đầu kéo ha. Ok. Đây có cà phê võng Ngọc Trân. Cà phê võng. Lấy xác mình dưới vậy. Wow, ai cũng hối hả quý vị, chạy lẹ quá. Thôi mình chạy chậm chậm, mình tỉnh thận thôi. Xe hư rồi đó quý vị, phải nhờ xe khác ha, kéo về. Hình ảnh mà cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác đang xem á là cảnh mà Nhã chạy cái chỗ này là quốc lộ 1 nha quý vị, ở Tam Bình, ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Quý vị thấy không, hai bên đường ha, phải nói là những cái màu xanh của
cây cỏ đó quý vị, đó, của những cái cây mà người ta trồng để làm bóng mát che trước nhà ha, rất là dễ thương luôn. Vĩnh Long, về Vĩnh Long thôi. Công nhận bên miền Tây bây giờ vậy, nó thay đổi nhiều quá. Hồ xe Mỹ Hiền nè, đi từ Cà Mau về Sài Gòn. Và có xe số 72 nữa ta. Chắc là ở Vũng Tàu về mua hải sản đó vậy, tôm cua đó đó chở đi bán. Bến xe Cà Mau, bến xe miền Tây. Các vị thấy không? Xe miền Tây như xe coi như là có nhiều xe khách đó vậy, nó chở khách từ các tỉnh miền Tây ha, đổ về Sài Gòn để mà chở người ta đi lên đó, người ta có thể là người ta làm công nhân hay người ta làm nhiều cái việc khác nhau ở Sài Gòn đó vậy. Ở Sài Gòn thì nó dễ kiếm tiền hơn. Đó. Nên là người miền Tây á, người ta lên nhiều lắm quý vị ơi. Hồ xe này xe tập lái nè, có nghĩa là những người đó vậy, mình phải lái xe chưa có rành á, nên mình phải cẩn thận với họ ha. Rồi đi tiếp thôi quý vị ơi. Hồ chỗ này sao mà nó ngập nước dữ ta, cánh đồng ruộng ha. Đây là huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đó quý vị. Đường hướng về Sài Gòn ha. Ồ, cảnh làng quê yên ả quá hả quý vị. Làng quê thanh bình và yên ả. Đây có cơ sở gia công sắt Thanh Tuấn, Tấn Tốc Hải. Ồ, có một chiếc xe biển số Sài Gòn đi du lịch nữa quý ơi. Ồ, cái cầu này là cầu Mù U nha. Mù U nghe dễ thương quá vậy, nghe mộc mạc dễ thương quá, cầu Mù U. Mù là Mù U, còn cách Vĩnh Long nhiêu cây nữa ta, 19 cây nữa quý vị ơi, 19 cây nữa là tới được tỉnh Vĩnh Long. Các vị thấy không? Đây là cái cảnh ở huyện Tam Bình ha, tỉnh Vĩnh Long. Đó, chỗ này thì có cái dịch vụ gì nữa quý vị? Có bỏ hả? Rửa xe 24/24. Rồi có cái gì nữa nè? Chuyên mua bán mỡ bò, dầu nhớt. Nó nằm ở địa chỉ là quốc lộ 1 đó vậy. Quốc lộ 1, ấp Phú Hòa Yên, xã Sông Phú, huyện Tam Bình. Các vị thấy không, huyện Tam Bình nè, đây là huyện Tam Bình thuộc tỉnh Vĩnh Long nha quý vị. Đầu tới Vĩnh Long rồi hả, rồi không biết còn cách cây cầu Mỹ Thuận nổi tiếng ở Vĩnh Long nữa quý vị, bao xa nữa nè quý vị xem nè. Ở đây người ta gọi là quốc lộ 1A đó quý vị, quốc lộ 1A ha. Một xe cộ nó chạy ầm ầm luôn đó, các vị thấy không, đường quốc lộ á, ghê quá.
Rồi, ok. Rồi, Nhã xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha, đã theo dõi những cái video khám phá về đường phố của Nhã nha.